Ông bà ta thì có câu là có thực mới vực được đạo. Nếu như bạn ở nhà với ba mẹ thì chắc chắn bạn cũng phải không về suy nghĩ rằng là mình sẽ ăn gì đây. Và cái vấn đề này thì chắc chắn là các bạn sẽ không bận tâm rồi, đúng không? Tuy nhiên khi mà bạn đi du học, là một du học sinh ở Úc, thì cái việc ăn uống lại trở thành một cái vấn đề không kém phần quan trọng. Mà các bạn quan tâm là mình sẽ ăn gì ở đâu và như thế nào để an toàn và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Các bạn khi đi du học Úc thì chắc chắn là sẽ tìm hiểu qua cái nền ẩm thực của Úc rồi, đúng không nào? Úc thì có một nền ẩm thực rất là phong phú và đa dạng và luôn biến đổi. Vậy nên là khi các bạn là một du học sinh Úc thì các bạn cũng an tâm là nếu bạn lo sợ rằng mình không thể thích nghi được với ẩm thực của Úc thì mình phải làm như thế nào? Thói quen ăn uống của người Úc thì hiện đại và có nguồn gốc từ truyền thống từ nước Anh, Ireland và chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người dân đến từ Địa Trung Hải, Châu Á và những nơi khác. Những di dân thì đem đến Úc những món ăn truyền thống của mình, nhưng mà dần dần thì cũng khám phá được cái nền nhà văn hóa ẩm thực của những cái cộng đồng khác mà trước đó thì họ chưa bao giờ được thử qua. Vì thế thì du học sinh học về Úc là có thể yên tâm rồi nhé. Đừng nghĩ rằng là những cái món ăn ở Úc thì mình sẽ không có thể là ăn được, mình làm sao mình có thể là thích nghi được với những cái món ăn này. Và hôm trước thì có một bạn du học sinh hỏi mình rằng là không biết thì bên Úc người ta có ăn một ngày ba bữa chính giống như ở Việt Nam hay không. Tưởng như đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng mà mình biết thì rất nhiều bạn cũng thắc mắc là như vậy, nhưng mà các bạn ngại không dám hỏi vì là sợ người khác cười. Nhưng mà không sao hết, ông bà ta thì có câu là không biết thì phải hỏi mà muốn giỏi thì phải học, nên là mình thích thì mình hỏi thôi, đúng không nào? Ở Úc thì người ta cũng ăn ba bữa chính, đó là bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Nhưng mà nó khác ở người Việt mình ở chỗ nào? Bữa sáng thì người ta chỉ ăn làm bữa điểm tâm theo đúng nghĩa, tức là chỉ ăn nhẹ chứ không có chuyện là ăn một tô phở to hay là ăn kèm với một cái bát xôi nghi ngút. Gọi là ăn nhẹ về cả chất và nhất là về cách thức chế biến, cũng như là người ta tính sao là ăn sao cho nhanh gọn nhưng mà vẫn giúp bạn đủ cái năng lượng để làm việc cho cả một buổi sáng. Bữa điểm tâm của người Úc thì cái này là không có tính cái người thổ dân nha các bạn. Người thổ dân thường thì người ta sẽ ăn ngũ cốc, bánh mì cùng với bơ, hoa, quả tươi. Và có ít nhất là 10% người Úc thì sẽ sử dụng bữa sáng là những cái đồ ăn chế biến sẵn. Còn về bữa trưa thì người ta ăn như thế nào? Khác với người Việt thì người Úc bữa trưa thường có thói quen là chuẩn bị đồ ăn sẵn. Nghĩa là sao? Thức ăn họ mang đi rất là đa dạng, nhưng mà thường là những cái món thông dùng và dễ hâm nóng bằng cái lò vi sóng. Món thường dùng nhất là bánh mì và thịt nguội, đặc biệt đó là trái cây họ yêu thích vì họ rất chú trọng đến cái sức khỏe. Người Úc thì có cái thói quen là uống trà và cà phê vào lúc là 10 giờ sáng và 3 giờ chiều. Nhưng mà không phải là ngồi nhâm nhi giống như là người Việt mình, mà người ta uống gọi là đó như là một cái thói quen của người ta rồi, chứ không phải là mình uống một ly cà phê nhâm nhi như người Việt mình. Là có những người uống cà phê sáng đi từ lúc 8 giờ sáng cà cho đến 12 giờ trưa. Người Úc thì người ta sẽ không như vậy các bạn. Bữa tối là cái bữa ăn chính của hầu hết các gia đình người Úc. Các thành viên trong gia đình sẽ tập trung lại ăn trong cái bữa tối này, hoặc là một vài gia đình thân quen người ta tập trung lại để ăn chung theo nhóm. Và người Úc thì thích không khí vui vẻ, nhộn nhịp và tụ tập với nhau. Những cái món ăn phổ biến của người Úc thì người ta thường ăn như là thịt nướng nè, rau quả, mì ống, pizza, thịt hầm, cá, hải sản hay là salad, khoai tây chiên, vân vân. Và người Úc thì rất là thích uống bia, và bia cũng là thức uống có cái lượng tiêu thụ khổng lồ trên toàn quốc. Và tiếp theo bia đó là rượu vang Úc, thì chắc các bạn cũng nghe nổi tiếng về rượu vang Úc rồi đúng không? Do đặc điểm là đa văn hóa, đa sắc tộc nên là Úc sẽ hội tụ nền văn hóa của cả châu Âu, châu Á, nên là mỗi gia đình thì sẽ có một cái cách chế biến món ăn mang cái sắc thái cũng như là cái hương vị ở những cái vùng miền khác nhau. Cũng giống như người Việt mình thôi, thì ví dụ như là người Bắc thì thích ăn mặn, người Nam thì thích ăn ngọt hơn một chút xíu, kiểu là như vậy đó các bạn. Đó là cái việc ăn uống của người Úc thôi. Còn đối với các bạn du học sinh thì như thế nào?
Tại vì là việc ăn uống của các bạn thì sẽ phụ thuộc vào cái thời gian học trên lớp của bạn. Ở Úc thì mỗi môn học sẽ kéo dài khoảng 2 đến 3 tiếng. Và mỗi tuần, mỗi ngày thì bạn sẽ học tầm 1 đến 2 môn. Do đó mà cái việc ăn sáng hay là ăn trưa của bạn thì sẽ tùy thuộc vào cái thời khóa biểu diễn ra, có thể là trước giờ học, sau giờ học hoặc là đang xen giữa hai cái giờ học. Ví dụ như là bạn ăn trưa đi thì giờ học đó sau khi kết thúc thì bạn phải tranh thủ bạn ăn để mà mình tiếp tục cho cái giờ học buổi chiều, đúng không nào? Tóm lại thì giờ ăn của du học sinh Úc rất là linh hoạt các bạn. Nói như thế không có nghĩa là bữa ăn của bạn sẽ trở nên thất thường, mà nếu bạn là người biết làm chủ về cái thời gian cũng như là biết thu xếp là sẽ có một cuộc sống rất là nhịp nhàng và có cả việc học lẫn như cái sinh hoạt hàng ngày sẽ nó sẽ phù hợp hơn. Còn nếu bạn muốn trải nghiệm thưởng thức những cái món ăn mà theo kiểu của những nhiều nước khác nhau, những món ăn tương đối gần với khẩu vị người Việt Nam như là cái món ăn người Tàu nè, món ăn Thái hay là Hàn Quốc, Nhật Bản, cho tới những cái món ăn tương đối lạ theo cái kiểu như là Ấn Độ, Mông Cổ v.v. Và tất nhiên thì ăn những cái món ăn này thì giá của nó sẽ không có rẻ, đúng không các bạn? Và chỉ dành cho là ví như là thỉnh thoảng mình có thể ra ngoài mình ăn thì nó sẽ tiện hơn. Và tất nhiên thì bạn cũng có thể là không thể không kể đến hàng loạt các cái cửa hàng đồ ăn nhanh. Trong đó thì có những cửa hàng phục vụ suốt ngày, phục vụ 24/24 các bạn. Và thường thì sẽ có những cái nhà hàng bậc trung và những cái nhà hàng là bậc nhất để bạn có thể là thoải mái lựa chọn. Còn nếu như bạn muốn tiết kiệm hơn như mình nói lúc nãy thì bạn sẽ chọn những bữa ăn theo kiểu ấm cúng gia đình. Nghĩa là sao? Mình mua về, mình đi chợ, mình thích ăn món nào, mình thích làm món nào thì mình mua về, mình tự nấu ăn. Và may mắn nhất là khi bạn có thể là học ở một cái thành phố mà ở đó có cộng đồng người Việt hoặc là ít nhất là một cộng đồng châu Á. Bởi đến đây thì bạn có thể là dễ dàng mua được những cái thực phẩm mà cần thiết cho các mâm cơm Việt chẳng hạn. Thành phố Melbourne thì có tới 4-5 khu người Việt tập trung để sinh sống. Và tất nhiên thì ở những cái khu chợ người Việt này thì bạn có thể là mua sắm được những cái thực phẩm đậm chất người Việt. Ví dụ như bạn có thể mua từ thịt ba chỉ đến lòng lợn, tiết canh hay là mắm Phú Quốc cho tới mắm tôm v.v. Tất cả đều được bán ở đây các bạn. Và nếu chịu khó tìm kiếm thì các bạn có thể là tìm những cái khu ẩm thực giá rẻ ở những cái vùng mà gần mình ở chẳng hạn. Và nên là khi đi du học Úc thì các bạn cũng đừng lo lắng rằng là những cái bữa ăn của mình bên Úc thì như thế nào. Thật ra thì bạn nào mà sắp tới đi du học Úc á thì ví dụ như những cái món nào mình yêu thích, các bạn có thể là gói mang qua. Thời gian đầu mình có thể là sử dụng những cái món đó. Sau đó khi mà mình đã quen rồi thì mình sẽ tìm những cái khu chợ người Việt bán những cái món đặc trưng của người Việt để mình mua, đúng không? Còn nếu như bạn không biết khu chợ, cái khu mình đang ở có bán những cái món nào, có những khu chợ nào mà bán những cái món ăn đồ Việt thì các bạn đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn, sẽ tư vấn cho bạn và tìm cho bạn những cái khu chợ là bán những cái thức ăn dành cho người Việt, mang đậm tính chất người Việt. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890,
website www.tandaiduong.edu.vn.